Vâng, mình là fan của đồ thông minh. Nếu mà sử dụng iPhone ấy thì Apple Watch chắc chắn sẽ là sự lựa chọn. Đấy gần như là một sự thật. Còn đối với smartwatch dành cho điện thoại Android thì sao? Vâng, mình đã dành rất là nhiều năm để ca thán với cả mọi người rằng không có một chiếc smartwatch nào dành cho điện thoại Android, dành cho người dùng Android thực sự tốt cả. Luôn có rất là nhiều gợn khi trải nghiệm những chiếc smartwatch dành cho điện thoại Android. Cho đến khi mình tìm được chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2 này. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết cũng như là những cái trải nghiệm thật mà mình có được với chiếc đồng hồ này để xem rằng đây có phải là chiếc đồng hồ đáng mua, chiếc smartwatch đáng mua dành cho người dùng Android không nhá. Như mình chẳng hạn, bàn này của mình là 40mm, nó có mức giá là 7,5 triệu thôi, tức là nó vẫn rẻ hơn so với Apple Watch 4 ra mắt cách đây 1 năm. Ngoài ra thì nó cũng có size 44mm và bản thép LTE, có mức giá dao động từ 7,5 triệu cho đến gần 10 triệu. Ok, thiết kế chính là một trong những điểm ăn tiền của chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2 này. Trong những năm gần đây, Samsung đã định hình lại dòng sản phẩm đồng hồ thông minh của mình. Nó không còn to, hầm hố, mà trở thành một sản phẩm, một thiết bị đeo thời trang, thoải mái và đúng với cái tên Active. Trông nó rất là năng động. Nó có thiết kế mặt đồng hồ tròn, những ai cổ tay bé đeo rất là hợp. Đặc biệt là các bạn cổ tay nhỏ đeo size 40mm này trông cực kỳ hợp luôn. Còn mấy đứa tay bự như là Hoàng XXIV thì... Lần đầu tiên nhìn vào chiếc Galaxy Watch Active 2 này, các bạn sẽ giật mình vì viền màn hình của nó quá là dày. Hóa ra ở bản Active 2 này, Samsung có tận dụng khu vực viền màn hình để làm cảm ứng. Trải nghiệm vuốt chạm không khác gì vòng vật lý của Gear S3 trước đây. Nhưng mà thú thật mà nói thì mình vẫn thích vào cái viền màn hình nó mỏng hơn, sexy hơn. Bởi vì mình thấy rằng cái trải nghiệm mà di vuốt chạm của cái viền màn hình này này, nó thiên về vẻ sướng và chất hơn là cái mức độ hữu dụng và thực tế của nó. Chúng ta hoàn toàn có thể cảm ứng bên trong mà, đúng không ạ? Nó còn nhanh hơn rất là nhiều. Và để che cái viền này đi thì mình thường xuyên để mặt đồng hồ có background màu đen. Khi đó thì màu đen của màn hình và màu đen của viền nó hòa quyện với nhau trông cực kỳ sang. Có được điều này cũng nhờ một phần là cái màn hình của chiếc Active 2 này nó trang bị tấm nền OLED. Nó cho màu sắc cực kỳ là nịnh mắt. Dù để ý kỹ thì các bạn vẫn sẽ thấy rằng nó hơi rỗ một chút, nhưng mà nó đã được bù trừ lại bởi màu sắc nó rất là nịnh. Đối với một chiếc đồng hồ ấy, nhìn sao để cho mắt chúng ta sướng là được, chứ thực ra là cũng không quan trọng cái việc là màu sắc nó có chính xác hay không. Đối với chiếc Active 2 này, màu sắc hiển thị trên chiếc đồng hồ này cực kỳ sướng. Nhìn chung, mình hoàn toàn hài lòng về phần cứng của chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2 này. Nó rất là hợp thời trang và phù hợp hơn đối với phần lớn người sử dụng hơn là phiên bản thí nghiệm. Nhưng mà chưa dừng lại đó, một chiếc đồng hồ thông minh ấy, một chiếc smartwatch thì yếu tố smart cũng rất là quan trọng. Vậy thì chiếc Active 2 này nó smart đến đâu, nó thông minh đến đâu? Active 2 chạy hệ điều hành Tizen của Samsung. Đối với điện thoại ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ biết đến hai hệ điều hành thôi, đó chính là Android và iOS. Nhưng mà đối với smartwatch thì việc phát triển một cái hệ điều hành riêng nó không quá là phức tạp như là phát triển cả một cái hệ điều hành cho điện thoại. Thế nên các nhà sản xuất vẫn cảm thấy dễ thở hơn trong việc là ứng dụng những cái thứ mình muốn vào cái hệ điều hành riêng của mình. Đối với hệ điều hành Tizen này, những cái thao tác, vuốt chạm và cử chỉ nó rất là mượt, và mình hoàn toàn hài lòng về tốc độ xử lý cũng như là giao diện của nó. Còn về khoản tính năng thì Active 2 nó không hề ngán bất kỳ đối thủ nào trên thị trường này. Thậm chí so với Apple Watch của iPhone thì nó còn hơn cơ, khi nó được tích hợp thêm chế độ đo độ sâu của giấc ngủ. Các loại hình tập luyện nó cũng nhiều hơn, với tổng cộng là 39 bài tập. Chúng ta có thể lướt web bằng trình duyệt của Samsung, xem YouTube trên chính chiếc đồng hồ này. Không biết là có ai xem YouTube trên đồng hồ này không nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thể nghe nhạc bằng Spotify này, có thể chơi game, mình đang chơi Flappy Bird này, dùng cứ phải gọi là bần bật. Active 2 nó cũng có thể sạc ngược ngay trên chính chiếc điện thoại Samsung. Và một thứ nữa mà mình rất thích trên chiếc Active 2 này, đó chính là nó có chế độ Always On, tức là mặt đồng hồ luôn sáng đấy. Apple Watch từ Series 4 bây giờ chắc vào khoảng là gần 10 triệu, lên Series 5 trên 10 triệu, thêm cho chúng ta được đúng cái tính năng này. Còn với Active 2 7,5 triệu, một like cho Samsung. Tuy nhiên, hãy tạm bỏ qua tất cả những cái tính năng trên chiếc Active 2 này đi. Nếu là một người trải nghiệm smartwatch lâu năm ấy, thì các bạn sẽ nhận ra một điều, đó chính là các bạn sẽ không bao giờ dùng hết tất cả những cái tính năng của nó đâu. Thay vào đó thì các bạn sẽ muốn có một chiếc smartwatch có khả năng tự động thật là tốt. Các bạn làm gì, nó sẽ tự động nhận biết và phục vụ các bạn. Vậy thì khả năng tự động của chiếc Active 2 này nó đến đâu? Về khả năng hiện OT, nó hoạt động chuẩn. Nó kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Mình không hề bị miss bất kể thông báo nào từ Telegram, Insta, Facebook hay là có tin nhắn và cuộc gọi đến. Chúng ta vẫn có thể nhận ngay được lập tức, miễn sao kết nối Bluetooth giữa đồng hồ và điện thoại phải ổn định là được. Còn về cảm biến theo dõi vận động cũng đã được nâng cấp.
Samsung sử dụng gấp đôi số đèn LED trong cảm biến đo nhịp tim và bổ sung thêm gia tốc kế để tăng tốc độ đo cũng như độ chính xác. Tuy mình không thể đảm bảo độ chính xác của những cái cảm biến này đến đâu, nhưng mà về tốc độ đo của nó thực sự đã cải thiện. Nó hoạt động thực sự rất là nhanh khi mình đang ngồi làm việc ấy và đứng dậy để đi bộ vài vòng. Đồng hồ ngay lập tức hiển thị những cái thông báo khích lệ mình vì mình đã làm như vậy. Còn đối với những cái loại hình thể dục thể thao ấy, khi mình đi bộ ở trong phòng tập gym thì đồng hồ ngay lập tức nhận diện là mình đang đi bộ và nó sẽ đưa ra những cái chỉ số đo calor này hay là thời gian tập của mình, đo nhịp tim các thứ rất là nhanh luôn. Còn đối với chiếc Apple Watch Series 4 mà mình trải nghiệm ấy thì phải sau 5 đến 10 phút thì nó mới hiển thị thông báo là mình đang chạy hay là mình đang đi bộ cơ. Chưa hết, cái điểm hay của hệ thống tập luyện này đó chính là Samsung đã tích hợp cho chiếc đồng hồ này một cái vị huấn luyện viên ảo. Khi mình đang chạy bộ ấy thì cái người huấn luyện viên ảo này sẽ đưa ra những cái thông báo để bảo mình rằng tăng tốc độ chạy này, hay là giảm tốc độ chạy này, hay là sải bước nhanh hơn này để có thể đạt được mục tiêu đề ra. Mình rất là thích cái tính năng này, như kiểu là các bạn đang có PT training riêng vậy. Về khả năng đo độ sâu của giấc ngủ, nó cũng tracking rất là chính xác. Hôm qua thì mình mãi đến khoảng là 1-2 giờ sáng mình mới ngủ và ngủ quên đến 9 giờ mới dậy. Và nó tracking rất là chuẩn, rồi đồng bộ dữ liệu lên app Samsung Health. Các bạn nhìn vào đây, mình thấy ngủ sâu được có hơn tiếng này. Tình hình làm nội dung stress quá. Anh em xem thế nào, like và subscribe ủng hộ team ấy chứ. Bây giờ mình thử đo độ stress như nào nhá. Con Active 2 này nó đo được mức độ stress luôn. Đấy, bảo rồi, mình bị stress đỏ luôn rồi này. Hoàng này, tuần sau làm content nhiều hơn nhá. Tuy nhiên, về khả năng tự động của nó cũng chưa thực sự là hoàn hảo lắm. Nó không tự động nhận diện được các bài tập khó, ví dụ như khi mình tập yoga hay là tập những cái bài tập gym đặc biệt. Hoặc là chúng ta sẽ phải bật thủ công, hoặc là nếu để tự động thì nó chỉ đơn giản là đo nhịp tim và thời gian tập thôi. Cái này thì cũng khó, Apple Watch Series 4 và 5 cũng chưa làm được điều này. Nhưng mà có một thứ khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu về cái khả năng tự động của nó chưa được thực sự hoàn hảo, đó chính là cái độ sáng màn hình. Cái độ sáng màn hình nó không tự động thay đổi theo cái môi trường xung quanh. Ví dụ sáng như này, môi trường sáng như này thì nó hiển thị độ sáng rất là cao, không có điều gì để phản ánh cả. Nhưng mà đến khi về phòng tối đêm ngủ các thứ nó vẫn sáng bừng hết cả lên. Cái này mình nghĩ chắc là lỗi phần mềm rồi. Hy vọng là Samsung sẽ fix sớm thôi. Tóm lại, Samsung Galaxy Active 2 nó hoàn toàn chiếm trọn được tình cảm của mình, từ phần cứng, thiết kế cho đến phần mềm. Nhưng mà nếu là mình ấy, mình sẽ không mua chiếc đồng hồ này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là mình thấy nó hơi yếu thôi. Còn nếu để tặng cho mẹ hay là tặng cho bạn gái thì mình có thể cân nhắc. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Các bạn có thích nó hay không? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu các bạn thấy video hay và thực sự hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe channel để ủng hộ chúng mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.